quay quay cả đấy chứ. Quay cả đấy. Sơn nó muốn lên hình. Minh Tùng về chưa Hoàng? Minh Tùng về chưa? Về rồi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Chúng ta cùng đến với buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Ljubo Petrovic. Môn số áo 88. 88 à? 88 là tên gì đấy em? Là Văn Nhật thì anh biết rồi. Sao nè? Hả? Mẹ em hả? À, lại ném rồi. Tại là mẹ em cứ đăng ký ấy mà. Hôm qua anh đi bận, anh đi làm kia. Đây là tổ thủ môn này. Tổ thủ môn có 4 thủ môn và một em Nhật em đang tập ở ngoài. Hôm nay là coi như là Trịnh Xuân Hoàng U22 vừa mới trở về nhá. Có anh Thành Diệp số 25 là anh Lương Bá Sơn số 1 này. Anh 23 Trịnh Xuân Hoàng, anh 88 là anh gì anh Công? 88 á? Cái gì đấy? Nguyễn Thành Đạt à? U51 à? Nguyễn Thành Đạt nhá. Đây là em thủ môn là em Đinh Văn Nhật này. Năm em. Thôi chúng ta cùng di chuyển lại với đội bên kia nhà. Đây là thủ môn các bạn nhé. Chúng ta cùng di chuyển lại đội bên kia nhỉ. Tháng 12 là sẽ đá lượt về với Hà Tĩnh bạn nhá. Còn đây, đây là huấn luyện viên Petrovic cùng các trợ lý có buổi tập đầu tiên với các cầu thủ. Hiện nay thì sân vận động tỉnh Thanh Hóa đang tu sửa lại cho mới hơn, đẹp hơn. Qua kỳ chụp lắm ảnh nhỉ? Đâu có 3 cái. 3 cái là lắm rồi, đây là chưa post lên thôi. Đúng rồi, 2 trở lên là số nhiều rồi, đây chưa post lên thôi. Nói câu buồn thế. Buồn kiểu gì ạ? Qua anh làm cái giải cầu lông. Giải cầu lông về muộn lắm. Thế lại là anh, nhà anh gần đó mà. Em thấy lạ, mùa sau là có tính xuất hiện. Nhà anh gần đó nên anh xuống nào cho được. Đến lúc nào cho được, nhà anh gần đó mà. Hả? Nói thì nói làm chì. Ôi giời, mẹ Lợi lại vào hỏi này.
Ông Allen là trở lại sau nhá, chuẩn bị trở lại. Trở lại thì cách ly nữa. Cho nên là phải tầm gần tháng nữa. Thôi quan tâm đến thời điểm hiện tại đi, quan tâm đến tương lai làm gì, quan tâm đến những nhân sự ở thời điểm hiện tại. Hiện nay thì các cầu thủ Thanh Hóa chỉ còn thiếu mỗi Hoàng Vũ Sam Sơn thôi. Còn lại là những ngoại binh đều đã tập trung cùng với đội và đang tập luyện đây. Trịnh Xuân Hoàng tập rồi, đang tập nãy kia. Đây là anh Petrovic. Buổi tập hôm nay thì Minh Tùng vẫn chưa tập, chắc có lẽ là ngày mai, bởi vì Minh Tùng vừa cùng không sao bạn nhá, Thanh Nguyễn nhá, không sao nhá. Cái bên kia chắt nhanh nhờ. Huấn luyện viên Petrovic đang đá những quả bóng lại cho các trợ lý để chuẩn bị cho bài tập chiều hôm nay. Thôi mình quay bên YouTube như thế này thôi. Bây giờ mình sang fanpage mình quay đây. Mình sang fanpage mình quay. Bởi vì mình quay như thế này để cho kênh nó đỡ chết. Kênh phải có chương trình một chút. Kênh YouTube lâu lắm rồi không quay.
fanpage bạn vào Đông Á Thanh Hóa Football Club nhé. Đông Á Thanh Hóa Football Club. Bạn nhấn like và theo dõi nhé. Và bây giờ xin được chào tạm biệt.